Từ bé lớn lên thì em có lớn lên trong môi trường nghệ thuật gì không? Và khi nào thì em quyết định chọn con đường này? Dạ, trước thì em học bên kinh tế, làm bên xuất nhập khẩu. À, Sau giỏi thế quyết định nhỉ? nghỉ thì lại làm À, lại từ đầu. rồi bây giờ em có làm gì đến kinh tế nữa không? Hay Không. bỏ hoàn toàn luôn? Khi ra trường lưu trú ở IFAM xong rồi ra là em làm nghệ thuật toàn thời gian luôn, không làm freelance bất cứ cái gì nữa. Nhưng mà em phải có cảm tự nhiên cảm thấy mình có yêu tình yêu nghệ thuật hay có năng khiếu gì đấy thì em mới chuyển hẳn hoàn toàn như vậy. Có Dạ, nó cái cũng có cảm giác. gì? Dạ, thì càng làm thì càng thấy nó hấp dẫn, với lại nó đánh thức được nhiều cái ở trong bản thân mình. Thì càng làm rồi thấy môi trường nghệ thuật rất là thú vị, nên là cứ dành cho thời gian để làm thôi. Rồi lúc ở trong trường thì em học chính là về sơn mài. Thế Dạ. thì tại sao bây giờ em lại chọn tranh sơn dầu? Thì thực ra thì em học sơn mài, cái khoa hội họa thì nó cũng mới sau này bắt đầu mới chia ra từng khoa. Trước đấy thì theo bài học phần thì chất liệu nào cũng phải làm hết, nhưng mà thì em nghĩ là chắc sau này thì sơn mài cũng không làm nhiều, cho nên là muốn học để mình biết thêm về một chất liệu. Với lại quan trọng nhất thì em cũng nghĩ là chất liệu nó chỉ là một phần trong cái nghệ thuật tạo hình thôi, cái quan trọng nhất thì vẫn là tạo hình, nên là em muốn thử với nhiều loại chất liệu. Thế hiện nay thì ngoài chất liệu sơn dầu thì em thử với những chất liệu gì khác Mới nhất là em làm điêu khắc, ạ? là hoàn toàn mới luôn. Đẹp. Dạ, là Mới. mới, dạ, mới mới toanh, mới xong mấy ngày luôn á. Mà xuất Dạ. phát từ cái ý tưởng như nào mà em lại nghĩ ra cái điêu khắc này? Thì cái điêu khắc này nó trải qua rất là nhiều giai đoạn rồi. Đáng lẽ là tháng 11 năm ngoái là em triển lãm cái chương trình Mặt Trời Online Factory, đó là một dạng điêu khắc khác. Nhưng do vì dịch Covid cho nên là phải rời lại rất là nhiều, thì cứ trong quá trình đó thì em cứ tiếp tục làm, thì đến bây giờ nó bắt đầu nó hình thành nó gần nhất với cái thực hành vẽ của em. Dạ. Thì thực ra mọi người có thể nói là điêu khắc cũng được, không không phải là điêu khắc cũng được, tại vì em thì quan niệm là em làm tác phẩm của nghệ thuật tạo hình thôi. Thì ban đầu là nó có hai dòng điêu khắc của em, nhưng mà sau này em quyết định đưa ra, tại vì đi theo một hướng thôi và đẩy sâu nó, thì em quyết định làm những cái điêu khắc như bây giờ. Thì nó xuất phát từ, thực ra là từ việc em vẽ tay hết, sau đó thì em cắt nó ra để xong rồi lại xếp lại với nhau gấp. Lúc đầu thì em chưa làm được như thế này, nhưng mà em đi xem triển lãm thì em thấy, hồi đó em đến Sà Nạc xem triển lãm, em thấy có cái tác phẩm của chị Lena Bùi, chị có cắt trên bề mặt canvas. Thì thực ra thì cũng không có phải là lấy ý tưởng hay gì hết, thì tự nhiên em mới chột dạ, em mới nghĩ là mình đang làm, nhưng mà nó khá bị tù túng một chút. Thì em về xưởng em thì em lại thấy em vò tờ giấy em vứt, em mấy ngày đó em bực bội quá làm không được, em vò em vứt đầy ra, thế là em thấy cái vết gấp của nó rất là hay. Thế là bắt đầu em mới ngồi em làm, nhưng mà ban đầu thì em khá là dại, em làm trực tiếp trên cái bản vẽ thật. Thế là bị hỏng đi có nhiều quá, sau này thì em phải can lại qua một tờ giấy khác để giữ lại cái phiên bản gốc của cái sketch. Thì khi mà em nhuần nhuyễn được cái thực hành đó thì làm ra được nhiều tác phẩm hơn. Dạ, bây giờ thì quen rồi. Dạ. Về mặt chất liệu thì em sắp tới sẽ định thử thêm những cái chất liệu gì? Sắp tới sau show này em cũng tính sẽ thử lên là em làm điêu khắc bằng kiếm cường lực, có thể bằng sơn mài trên vóc, mà em sẽ vẽ ra tất cả những thứ đó thì thuê người làm vóc chuyên về sơn mài để làm lại những cái hình đấy cho em, xong rồi em sẽ thực hiện cái sơn mài của em ở trên đó. Rồi cũng đang tính thử vẽ lụa xem nó như thế nào. Chỉ có những cái công nghệ như video art các thứ thì em không không rành, em không thể thực hiện, thì em chỉ thực hiện những cái gì liên quan tới nghệ thuật tạo hình thôi. Thường các tác phẩm của em thì có màu sắc phong phú và sặc sỡ. Thế thì một số tác phẩm thì em lại dùng trắng đen. Thì khi mà em quyết định chọn màu như vậy thì em nghĩ như thế nào khi mà thay đổi các cái màu sắc? Thường thì
trong cái nghĩa của màu với sắc nó rất là phong phú, nhưng mà theo như cá nhân em thì màu thì dùng để biểu hiện cho những cái sự hiện đại, còn trắng đen thì em biểu hiện cho cái sự nó hơi cũ hơn một chút. Đó. Thì thường cái bối cảnh và những cái khối hộp mà kỳ hà thì em đại diện cho những cái khối kiến trúc hiện đại vào thời buổi bây giờ. Còn nhiều khi những cái nhân vật ở trong đó thường là đen trắng nhiều thì biểu hiện cho em cảm thấy hơi lạc hậu so với xã hội, nên là đó là quan điểm riêng của em thôi. Em mà lạc hậu, em là quá hiện đại luôn chứ, bỏ cả kinh tế để đi nghệ thuật. Cái bức mà em sáng tác ở farm mà Nguyễn Art Foundation sưu tầm đen trắng rất to ấy, thì bức đó là em dùng đen trắng là vì ý nghĩa như nào, là về em à? Hay như nào? Cái tấm đó tên của nó là tác phẩm là Rơi, bởi vì thực sự là khi mà vào Way Farm thì nó là một cái môi trường là khác biệt hoàn toàn so với cái thời em đi học. Thực sự là lúc đầu em rất là căng thẳng, vì trước giờ em thực hành nghệ thuật chỉ đơn thuần là thấy sao thì làm vậy, nhưng mà vô đấy thì em thấy mọi người nó rất là khác, nên là học được từ mọi người rất là nhiều. Thì khi cái tác phẩm đó mà làm thì em cảm thấy là ban đầu mình quá bị phức tạp, thì về sau em đơn giản nhất là chỉ một màu đen trên một nền, mà nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, cái lúc mà thực hiện tác phẩm nó đúng nghĩa là rất là ngắn mà trước đấy. Tại vì quá nhiều cái thời gian mà bị căng thẳng nó dồn nén, lúc đấy em chỉ dành khoảng mấy tiếng là vẽ đó là xong luôn. Giờ không quay lại vẽ được như vậy nữa, qua rồi. Thường thì khi sáng tác một tác phẩm thì em suy nghĩ trước, có những khái niệm trước, hay là vừa sáng tác rồi mình vừa tạo nó ra thôi? Thường thì trước khi làm tác phẩm thì em đều có sketch hết. Em phải làm sketch, thì vì theo quan điểm riêng của em thì cái việc mà ký họa hoặc là làm sketch ấy, nó rất là quan trọng. Tại vì nó sẽ quyết định là cái tác phẩm nó có được hình thành hay không. Và cái quá trình đó thì nó phải diễn ra hàng ngày, gần như là ngày nào em cũng ít nhiều em cũng đều làm hết. Nó giống như là một cái tư liệu riêng cho bản thân. Hồi chị phỏng vấn bác Trương Hiếu ấy, thì bác cũng nói là ký họa rất là quan trọng. Ký họa nó như là hơi thở của cuộc sống. Mình ghi lại những cái thực tế. Thì bác cũng nói là các bạn nghệ sĩ trẻ sau này thì thường là lười làm ký họa. Thường là đi vào sáng tác luôn. Nhưng mà nếu mà em mà làm như vậy thì lại là rất là hay đấy. Đúng kiểu. Thì thực ra thì em đi học ở trường, nhưng mà thực chất là thầy Thành Quốc Thạnh là người gần như là xuyên suốt trong quá trình học của em. Cho nên là em thấy cái phương pháp rất là hay. Cho nên là gần như là em rèn luyện mỗi ngày. Nếu mà tính kép là mà em không bỏ đi thì chắc có khi lên cả ngàn cái. Phải bỏ đi khá là nhiều. Bởi vì ngày xưa em không có điều kiện về mặt không gian nhiều. Ngày xưa phòng bé lắm, phải chuyển nhà trọ nhiều. Thế là phải bỏ đi rất là nhiều. Cứ đừng bỏ phí. Chứ em lúc em ở farm ấy, sketch của em chắc là gần trăm cái. Khi nào có bỏ gọi chị đến chị lấy thu lượng. Dạ vâng. Nhiều mà thấy thì mấy sập giấy ở trong kia mấy thùng nữa, em không biết, nhưng nhiều lắm. Đến giờ này thì những cái điểm gì là những cái điểm highlight trong sự nghiệp sáng tác của em? Có lẽ là em được dành toàn thời gian để làm nghệ thuật, điểm sáng nhất. Không phải lo nghĩ nhiều quá những thứ cuộc sống, gần như là dành toàn thời gian để làm tác phẩm thôi. Thế còn về tác phẩm thì theo em thì tác phẩm nào mà em thấy là sáng giá nhất, hoặc là một cái kinh nghiệm nào trong suốt quá trình sáng tác là cái kinh nghiệm mà em thấy yêu thích nhất? Chắc có lẽ là bộ tác phẩm em gửi đi triển lãm nhóm ở bên Singapore. Tại vì
thực sự là em lớn lên ở trong thời bình cho nên cũng không cảm nhận được nhiều cái độ khắc nghiệt về 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 đời sống xã hội. Nhưng mà năm vừa rồi diễn ra cái dịch Covid thì thực sự là nó kinh hoàng quá, và lần đó nó rất là nhiều yếu tố thì em phải làm cái bộ tác phẩm đấy. Có lẽ là chắc là cái bộ tác phẩm em rất là thích nhất, và em sẽ dành điều kiện và em sẽ thực hiện lại nó bằng sơn mài với một cái kích thước có thể là lớn hơn rất là nhiều nữa. Cần một khoảng thời gian đủ để mình chín hơn. Em có thể nói rõ hơn cái đại dịch nó tác động gì đến cái tác phẩm đấy, và cái tác phẩm đấy là em làm về cái gì, chủ đề gì? Đại dịch thì nghĩ là ít nhiều trong cuộc sống thì ai cũng bị ảnh hưởng thôi. Nhưng mà vào thời điểm đó thì tất cả các show triển lãm của em vào năm ngoái thì đều phải dời hết. Một show triển lãm cá nhân, một show triển lãm nhóm bên Sinh, và một show triển lãm cá nhân của The Factory, là tổng cộng 3 show. Thì em làm tác phẩm đó, trong cái lúc đó thì em lại tiếp tục bị lấy lại nhà, lại phải chuyển xưởng một lần nữa. Lúc đó thời gian mà dồn nén cùng rất là nhiều cái cuộc triển lãm thì rơi vào thực sự rất là căng thẳng và bế tắc ấy, thì em quyết định là làm tác phẩm về giãn cách xã hội luôn. Và cái bộ tác phẩm đó là em làm về cái thời dịch Covid, mà gần như là mỗi người có một cái khoảng không gian nhất định và gần như là chỉ nhìn thấy nhau, chẳng thể nào mà gặp gỡ nhau được vào thời điểm đấy. Tác phẩm đấy là em vẽ à? Dạ vâng, em vẽ bằng chỉ than trên giấy. Kích thước của một tấm là 1m6 hay 2m2. Có hai tấm ở bên đó. Rồi bây giờ vẫn đang ở bên? Dạ, vẫn đang ở bên Sinh. Họ có mua, có ai sưu tầm chưa? Dạ em thì thực sự là chưa thấy ai sưu tầm. Nhưng mà người sưu tầm ở Việt Nam thì nói là khi nào mà chuyển về thì nói với nhà sưu tập. Nhưng mà thực lòng mà nói thì có lẽ là nếu mà mai này mang về Việt Nam thì chắc là em không bán nữa, tại vì đó là chắc là kỷ niệm chẳng bao giờ quên được đâu, vì dịch lúc đó kinh hoàng quá. Sau khi làm residency ở Ofarm thì em có tham gia triển lãm ở Singapore, rồi cái solo show đầu tiên của em, thì kế hoạch tiếp theo trong tương lai của em là gì? Năm nay thì chắc là em chỉ làm triển lãm cá nhân vào tháng 7 ở The Factory thôi. Thì em cũng có được là mời triển lãm, làm một cái triển lãm cá nhân ở ngoài Hà Nội, nhưng mà em cũng mới từ chối rồi, tại vì em thấy chắc là em cần dành nhiều thời gian hơn cho việc làm nghệ thuật trước khi nghĩ đến triển lãm tiếp theo, tại vì nó khá là dày đặc. Thì mỗi lần làm một show thế thì rất là căng thẳng luôn, tại vì giờ để làm được mấy cái điêu khắc này thì thực ra là em mất rất là nhiều cái thời gian để thực hành với nó. Em có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm mà khi em làm residency ở Ofarm? Thực sự em nghĩ là đó có lẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời em, cũng giống như là bước ngoặt mà khi em chọn vào thi lại vào đại học lại trường đại học mỹ thuật, thì nó cũng là một trong hai bước ngoặt. Thì tại vì em là người học nội địa hoàn toàn cho nên là cái thực hành nghệ thuật thì nó cũng giống như bao người khác, đó là chỉ làm thôi chứ còn không có nghĩ nhiều, thì em cũng không có hiểu gì nhiều về concept. Thì sau này vô đấy làm việc cùng với các bạn, với cả người trực tiếp với em là chị Trà của Sàn Nạc, thì có những cái đóng góp rất là tốt cho cái hành trình công việc của em, và gần như là bản thân em cũng tự thấy em tiến bộ hàng ngày thông qua từng tác phẩm một luôn. Thì em thấy là đó là một cái nơi rất là tốt cho thế hệ nghệ sĩ trẻ của Việt Nam, và thực sự em đến bây giờ vẫn luôn luôn thầm cảm ơn Nguyễn Đạo Fullerson một cộng với Sàn Nạc đã lập ra cái chương trình đó, mặc dù là thời gian có thể diễn ra nó chỉ được vài năm thôi. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà không có AFAM thì chắc là em vẫn thực hành với nghệ thuật, nhưng mà có lẽ là nó không được mạch lạc như bây giờ, nó khá là tù. Nghe em nói nó thấy vui. Thực sự là em có nói với tất cả mọi người, từ một nghĩa là tôi sân đến Sàn Nạc, là sau này có cần bất cứ cái gì liên quan tới em thì cứ nói với em một tiếng, tại vì em xem AFAM là một cái nôi nghệ thuật của em, giống như là trường nghệ thuật. Thậm chí là nếu mà nói về cái hướng đi thì em nghĩ là
giúp ích cho em nhiều lắm, nên em không bao giờ ngại mấy cái việc đó đâu. Cảm ơn em đã động viên. Không, cái đấy là em nói chân rất là chân tình luôn. Về nhà sưu tập đó thì ở Việt Nam thì em thấy thực sự là rất là nhiều. Nhưng mà bữa hôm em đến cái bộ sưu tập của Nguyễn Hà Phương Sơn, thực sự là em rất là bất ngờ, vì như là đó là lần đầu tiên được thấy một cái bộ sưu tập mà đương đại đúng nghĩa. Vì sưu tập trước giờ ở Việt Nam thì đa phần là sưu tập tranh hoặc tượng, vì nó có một cái bề dày lịch sử rất là lâu rồi, và ai cũng thấy. Tại vì sưu tập những cái đương đại thì mà đầu tư vào thế hệ trẻ nữa thì cũng biết là chị có thấy là bị phiêu không? Đấy là với các cũng nhiều người hỏi chị câu này đấy. Thì chị nghĩ là đầu tư vào thế hệ trẻ thì chị có niềm tin lắm. Bởi vì các bạn sau này các bạn còn làm những cái điều nó còn amazing hơn những cái điều mình đang làm rất nhiều. Và nếu mà em có dịp em đến trường mà xem các bạn sáng tác ấy, thì họ rất là tự do ý tưởng và rất là phóng khoáng, rất là thoải mái. Nên là chị nghĩ là nó rất là phù hợp. Với thứ hai nữa là chị cũng có may mắn là mình cũng đi ra nước ngoài nhiều. Mình được đi xem các cái bảo tàng về đương đại nhiều. Và mình rất là tin tưởng là Việt Nam mình sẽ còn phát triển rất xa. Nghệ thuật đương đại Việt Nam mình sẽ phát triển rất xa, bởi vì so với thế giới thì mình cũng còn chập chững lắm. Mình còn sau họ hàng vài chục năm. Nên là những cái gì chị em mình đang làm thì cũng còn rất là ít ỏi. Thực ra thì em thấy cái bộ sưu tập ít nhất nó cũng có động lực, tại vì những nghệ sĩ làm đương đại như trẻ như là chị Phan Thảo Nguyên, chị Công Tùng, rồi chị Ngô Đình Bảo Châu, thì nghĩ là đó cũng là một cái thế hệ để đàn em như tụi em có thể nhìn vào, và nghĩ là nếu mình làm việc nghiêm túc thì nó sẽ có kết quả tốt thôi. Và đó cũng là một cái động lực mà em có thể làm những cái tượng này. Thực sự luôn là bây giờ em có điều kiện tốt hơn những ngày xưa, em nghĩ là không biết làm không để đâu. Hiện tại thì cũng có một anh bạn sắp tới cũng có một cái làm giống như là ngoài Đại Lải, làm ở Đắk Nông. Cũng có nói với em là cứ tự tin mà làm đi, sẽ có được chỗ đẻ thôi, không cần phải lo. Đúng vậy. Thì ít nhất là cũng có động lực để nghệ sĩ có thể nghiêm túc được.